Thắng giữ Duy Mạnh phát ngôn sốc về Trinh Tiết trong showbiz. Còn Trinh thì không đứa nào thèm chơi, mắng Lê Minh Sơn tâm thần. Trong khi cụ người mẫu Trang Trần nói chẳng có ai còn Trinh khi vào showbiz đâu, Duy Mạnh tuyên bố vào showbiz mà nói còn Trinh thì không đứa nào thèm đụng. Sau phát ngôn, phổ mông như cách chào hỏi trong showbiz của Phạm Anh Khoa, dư luận ngỡ ngàng với câu nói của cụ người mẫu Trang Trần, chẳng có ai còn Trinh khi vào showbiz đâu. Phụ nữ gạ tình hay xàm sợ sẽ rất bực, nhưng nếu là người thẳng thắn thì nói rõ luôn. Tưởng hiếp dâm mà dễ à, xin lỗi cái showbiz này thối lắm, không có ai hiền và cũng chẳng có ai còn Trinh khi vào showbiz đâu, Trang Trần bày tỏ. Theo lời Trang Trần, những người mà khán giả vẫn gọi là nghệ sĩ thường có cách sống phóng khoáng, cởi mở hơn so với các quy chuẩn nguyên tắc chung của xã hội. Thế nhưng, Hoa hậu Hennie không đồng tình với phát ngôn của Trang Trần khi bình luận vừa ngô nghê nhưng dễ thương. Dưới bài đăng về câu nói gây bạo của Trang Trần, Hennie bình luận ngắn gọn, vậy em chưa vào showbiz nè. Qua đó, người đẹp AD đang nhằm gửi đi thông điệp mình vẫn còn chinh chắn. Phản ứng trước phát ngôn của Trang Trần, nữ ca sĩ Miko Lan Trinh đăng status gửi đàn chị. Chị Trang Trần, em tuyên bố với chị luôn là em hoàn toàn còn Trinh khi vào showbiz chị nhé. Ngây thơ đến mãi nửa thập kỷ chị à. Em chắc chắn có nhiều bạn nữ dù đã trưởng thành nhưng vẫn khó lòng bảo vệ được mình vì nhiều lý do. Vì những lý do đó mà họ cũng không dám lên tiếng về sau. Không phải ai cũng được mạnh mẽ như chị. Có rất nhiều cô gái bề ngoài nhìn cứng rắn nhưng thần kinh có thể không được thép. Có thể bị điều khiển, bị đe dọa, bị trấn áp. Khi có fan hỏi về vấn đề nhạy cảm này, ca sĩ Duy Mạnh bình luận sốc chẳng kém Trang Trần. Vào showbiz mà nói còn Trinh thì không đứa nào thèm đụng. Hoặc nếu còn thì thế nào cũng bị bọn nó suối, bán cho mấy chàng đại gia lắm tiền. Lý do vì môi trường showbiz dành cho tiền bạc và danh vọng, chứ không phải nơi dành cho tình yêu và hạnh phúc. Duy Mạnh tuyên bố vào showbiz mà còn Trinh thì không đứa nào thèm đụng, hoặc sẽ bị gà bán cho đại gia. Trong bài phỏng vấn mới đây, nhạc sĩ Lê Minh Sơn gây tranh cãi khi nhận định những từ ngữ tầm thường như anh yêu em, ngất ngay, đắm say, con tim hao gầy được viết ra từ những con người tầm thường. Không chỉ đích danh ai, nhưng phát ngôn của huấn luyện viên Sinh Mai Son đã đụng chạm đến không ít nhạc sĩ trẻ và trở thành đề tài tranh luận trên các diễn đàn mạng xã hội. Trước câu hỏi của fan rằng Lê Minh Sơn bảo nhạc sĩ mà viết câu anh yêu em là tầm thường, anh có suy nghĩ gì vì anh cũng là nhạc sĩ nhiều bài hit, Duy Mạnh không ngại trả lời, thằng đấy bị tâm thần, chấp với nó làm gì? Duy Mạnh mắng Lê Minh Sơn bị tâm thần. Công Vinh giờ chắc không dám gặp đồng đội vì những bí mật trong tự truyện gây bức xúc tập thể. Cựu đội trưởng tuyển Việt Nam kể rất nhiều về đồng đội cũ khi ra mắt tự truyện phút 89, kể về đời anh. Tuy nhiên, những gì anh thuật lại trong tự truyện vấp phải phản ứng dữ dội của nhiều người. Tự truyện của Công Vinh do nhà báo Trần Minh chấp bút, dài 304 trang, phát hành vào ngày 23 tháng 5. Trong phút 89, cựu đội trưởng tuyển Việt Nam ghi lại kỷ niệm của Công Vinh kể từ khi là cậu bé gầy gò, đen nhẹm ở miền quê tỉnh Nghệ An, tới lúc thành cầu thủ lập gia đình. Qua cuốn sách, Công Vinh gửi gắm thông điệp về sự vươn lên không ngừng để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp. Không cần có tài năng thiên bẩm, ý chí mới là thứ giúp con người vượt qua thăng trầm, chinh phục những đỉnh cao hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong phút 89, Công Vinh cũng không ngại ngần kể về những lần đụng độ với đồng đội cũ. Anh viết về mối quan hệ bất hòa giữa mình với huấn luyện viên Lê Thụy Hải tại Bình Dương. Không những thế, anh còn thẳng thắn chia sẻ chuyện mình bị Huỳnh Đức ghét. Tố Tấn Tài Văn Quyết không muốn chuyền bóng. Những lời chia sẻ trong cuốn tự truyện mà Công Vinh khẳng định rằng tất cả đều là sự thật đã đụng chạm tới rất nhiều người. Tấn Tài vốn là người thẳng tính đã không kìm được cảm xúc mà phản ứng dữ dội. Em cứ tưởng là bạn tốt, không ngờ là bạn rót. Cựu danh thủ Vũ Như Thành cũng thẳng thắn chia sẻ về việc Công Vinh tố đàn anh không ưa mình. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải là thầy tôi, là người rất trượng nghĩa, sống phóng khoáng. Nếu để trả lời những gì Công Vinh viết trong chuyện, tôi e rằng sẽ phải nói ngược lại với cậu ấy. Bóng đá Việt Nam có hiện tượng huấn luyện viên cầm tiền của cầu thủ không? Đảm bảo có nhiều là khác, nhất là khoảng thời gian bùng nổ về giá trị thật của cầu thủ trước đây. Nhưng hỏi huấn luyện viên giỏi có ông nào ngu không? Đảm bảo hoàn toàn, những ông không ngu mà còn rất khôn và thông minh. Thế thì chẳng ai dạy gì đi cầm tiền của những ông sao trong câu lạc bộ, chứ chưa nói gì tới ông sao trên trời. Thực trạng bóng đá có hướng tích cực, hãy để nó bình yên đi.
hết đấm đá ở thượng tầng, rồi lại câu chuyện bán sách, phăng chém nhau ầm ầm trên mạng, mỗi người một quan điểm. Bán sách làm từ thiện là việc tốt, nhưng cũng có nhiều cái lợi, được tiếng thơm, nghĩa hiệp, được quảng bá hình ảnh bản thân. Chỗ khác mời quảng cáo vẫn kiếm được tiền, được ra quyển sách về cuộc đời mình thức thông, tôi cũng thích mà chưa được. Dậy đi tập gym cho khỏe vậy. Như Thành còn viết trên trang cá nhân, nói bóng gió về tự truyện của Công Vinh. Khó lòng tin nổi, đây là những sao Việt bằng tuổi nhau, người trẻ quá đáng, người già dã man. Hoài Linh, Lý Hải và Quyền Linh cùng sinh năm 1969. Nhưng so sánh vẻ ngoài của Lý Hải và danh hài Hoài Linh, MC Quyền Linh, mọi người cũng nhận ra sự chênh lệch đáng kể. Hoài Linh có phần già hơn khi so sánh ngoại hình với những đồng nghiệp cùng tuổi. Nhìn hình ảnh, mặc dù Lý Hải cùng tuổi với nam danh hài, nhưng anh khá trẻ trung, không ai nghĩ anh đã 49 tuổi. Có lẽ do Hoài Linh tức bực chạy xô ăn uống không đầy đủ, mà thân hình anh ngày càng gầy gò ốm yếu. Chính vì vậy mà trông anh già hơn so với các bạn đồng trang lứa. Đan Trường Xuân Bắc. Đan Trường và Xuân Bắc cùng sinh năm 1976, thế nhưng Đan Trường có phần trẻ trung hơn so với nhan sắc, không hề bị già. Không thể sánh được vẻ ngoài với Đan Trường, nhưng danh hài Xuân Bắc lại có một suy nghĩ tâm hồn khá trẻ trung. Anh luôn gây ấn tượng với khán giả bởi sự hài hước nhí nhảnh của mình. Thu Minh, Trần Thu Hà đều là ca sĩ nổi tiếng sở hữu giọng hát khủng và cùng sinh năm 1977, nhưng Trần Thu Hà có phần dừ hơn Thu Minh. Nếu như trước đây Thu Minh bị lên tiếng bởi phong cách thời trang thảm họa, thì giờ đây cô ngày càng gợi cảm và trẻ hóa cùng với thương hiệu sexy của mình. Đối với Hà Trần, giọng ca gây ấn tượng với khán giả bởi sự cá tính, đôi khi gây khó hiểu về style thời trang. Ngô Thanh Vân, Việt Hương. Thế hệ các nghệ sĩ sinh năm 1979 có rất nhiều người nổi tiếng, trong đó gồm có Ngô Thanh Vân và danh hài Việt Hương. Trong khi đã nữ vẫn giữ được thân hình nóng bỏng, Việt Hương lại có vẻ dài dặn hơn so với đồng nghiệp. Harry Won, Jennifer Phạm, Thủy Tiên và Trang Trần. Mặc dù sinh năm 1985, nhưng khi đặt lên cạnh nhau, nhiều người không nghĩ họ cùng một năm sinh. Ngoài nụ cười rạng rỡ, người đẹp còn sở hữu phong cách mộc mạc dễ gần, khiến khán giả khó nhận ra Harry Won đã bước qua ngưỡng 33. Cùng tuổi nhưng Trang Trần có vẻ dừ hơn so với các bạn cùng trang lứa. Minh Hằng, Uyên Linh, Ellie Trần, Hoa hậu Ngô Phương Lan. Chỉ cần nhìn qua ảnh không ai nghĩ Minh Hằng, Uyên Linh, Ellie Trần và Ngô Phương Lan lại cùng sinh năm 1987. Minh Hằng sở hữu nét ngây thơ trẻ trung, trong khi Uyên Linh, Ngô Phương Lan có phần lớn tuổi hơn. Dù đã là bà mẹ một con, nhưng Ellie Trần vẫn giữ được nét trẻ trung bất ngờ. Nếu so với người bạn cùng tuổi, thì độ trẻ trung của cụ hoa hậu có phần lép vế hơn. Hoa hậu Ngọc Hân, Miyu. Tuy sinh cùng năm nhưng đại diện nhan sắc Việt Nam 2010 có vẻ lép vế hơn hẳn so với độ trẻ trung Miyu. Dễ dàng nhận thấy hot girl Miyu trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Angela Phương Trinh, Xuân Mai, Ngân Anh và Trâm Anh. Có rất nhiều điểm chung giữa Angela Phương Trinh và Xuân Mai, cả hai đều sinh năm 1995 và đều là những tên tuổi nổi tiếng từ khi còn nhỏ. Nếu như Angela Phương Trinh được biết đến là một diễn viên nhí, thì Xuân Mai cũng được biết đến với giọng ca nhí một thời. Có thể thấy hồi còn nhỏ Xuân Mai còn nổi hơn cả Angela Phương Trinh, mặc dù bằng tuổi nhưng Angela Phương Trinh trẻ trung và xinh đẹp hơn cả. Cùng sinh năm 1995, Ngân Anh và Trâm Anh, một bên là Hoa hậu Đại Dương, một bên là những hot girl nổi tiếng của giới trẻ. Cả hai gương mặt với nhan sắc phong thái hoàn toàn khác biệt. Nhưng nếu so sánh rằng cả hai cùng sinh năm 1995, thì một phiếu trẻ trung hiện đại đúng tuổi có lẽ sẽ dành cho Trâm Anh. Chibu Hạ Vi. Sinh HT, Linh Miêu và Huyền Anh. Chibu nổi lên từ cuộc thi Miss Teen 2009, gắn liền với hình ảnh một hot girl trong sáng kẹo ngọt. Cô nàng cho người hâm mộ thấy một Chibu đa phong cách, khi dịu dàng trong sáng lúc cá tính sexy. Sau nhiều năm thay đổi, cuối cùng cô gái 23 tuổi đã tìm thấy phong cách phù hợp nhất với mình, quyến rũ và gợi cảm. Phạm Hạ Vi mệnh danh là mỹ nữ vạn người mê. Với hình thể quyến rũ, gu thời trang ấn tượng, Hạ Vi là người mẫu ảnh có tiếng đất xài thành. Tuy nhiên, phải đến khi nảy sinh tin đồn tình cảm với đại gia phố núi Cường Đô La, cái tên Hạ Vi mới thật sự hot. Sinh HT là cái tên kém cỏi nhất. Cô nàng thường nhắc đến với vai trò là bạn thân ít người biết của Chibu, với Linh Miêu gắn liền với biệt danh hot girl chuyên đóng cảnh nóng. Khi mới bước vào showbiz, cô nàng gắn liền với hình ảnh ngây thơ trong sáng, nhưng ngày càng gợi cảm và táo bạo hơn. Showbiz Việt đã tìm thấy chuyên gia xéo sắc, không ai đánh bật được công chúa Lâm Khánh Chi. Đây là tổng hợp phát ngôn chấn động nhất của cô.
Liên tục đáp trả anti-fan một cách thẳng thắn, Lâm Khánh Chi xứng danh công chúa xéo sắc của showbiz Việt. Là gương mặt không xa lạ với khán giả Việt, nhưng thời gian gần đây, cái tên Lâm Khánh Chi trở nên hot hơn bao giờ hết sau hàng loạt phát ngôn gây chấn động. Là người đẹp chuyển giới nổi tiếng, Lâm Khánh Chi thường xuyên bị đem lên bàn cân so sánh với nữ ca sĩ Hương Giang Idol, nhất là sau khi Hương Giang xuất sắc giành vương miện Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Họ Lâm càng trở thành mục tiêu khiến anti-fan công kích. Nhiều người cho rằng xét về nhan sắc, tài năng lẫn giọng hát, Lâm Khánh Chi đều có phần lép vế so với Hương Giang. Chưa hết, công chúa còn bị cáo buộc đã hết đét. Trước lời lẽ nặng nề của cư dân mạng, Lâm Khánh Chi lên tiếng đáp trả gay gắt. Độ hot của chị không hề giảm nhiệt, chị vẫn đi hát nhiều show, giá cát xê rất cao. Còn ai cố tình dìm hàng chị mọi người sẽ nhìn thấy. Bỏ cái trò chơi ném đá giấu tay rẻ tiền đó đi nhé. Trời hại chị mới sợ, người hại chị không chết đâu. Dòng trạng thái được Lâm Khánh Chi đăng tải một cách công khai trên trang cá nhân của cô. Tôi trẻ và đẹp là điều phải công nhận, ai nói không tức là đang ganh tị. Ở tuổi 40, song người đẹp họ Lâm luôn tự tin về vẻ bề ngoài. Đầu tháng 5 năm nay, sau khi hoàn tất công đoạn quay hình với MC Trấn Thành, Lâm Khánh Chi đã thực hiện một đoạn clip livestream trực tiếp với người hâm mộ để khoe kiểu tóc, mái ngố mới toanh. Theo đó, công chúa chia sẻ mình nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc kể từ khi để kiểu tóc này. Người đẹp chuyển giới chia sẻ, nãy quay game show được Trấn Thành khen tóc đẹp, Việt Hương và chị Hồng Vân cũng khen quá trời. Hôm nay rất vui vì đi ra đường ai cũng khen Khánh Chi đẹp và trẻ ra. Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ không quên đề cập đến những anti-fan nhiều lần buông lời chê bai nhan sắc của cô. Nữ ca sĩ nhấn mạnh, được mọi người khen ngợi chị rất hạnh phúc và đương nhiên là họ khen thật rồi. Tất cả mọi người đều công nhận chị trẻ và đẹp, đó là điều phải công nhận. Còn ai nói không có nghĩa là đang ganh tị và dìm hàng chị, đó chính là tính xấu. Ai cũng khen người ta đẹp mà mình bạn đi chê xấu thì rõ ràng là bạn đang ganh tị với người ta rồi. Còn những người hay đi chế ảnh người ta cũng là đang mang tội. Ai thuê ai mượn các bạn làm anh hùng bàn phím. Được cho là có nhiều xích mích với Hương Giang Idol, Lâm Khánh Chi từng bị tổng tấn công bởi cộng đồng fan lớp Hương Giang, nhất là sau khi Hương Giang đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Mối quan hệ của hai người đẹp chuyển giới bị đồn thổi cơm không lành, canh không ngọt. Ngay trong đêm Hương Giang Idol đăng quang, cộng đồng mạng đồng loạt kéo vào trang cá nhân Lâm Khánh Chi, lục lọi những bài viết cũ của cô và để lại nhiều bình luận mang tính chế giễu. Bức xúc khi liên tục bị làm phiền, công chúa lên tiếng, chính các bạn là người sân si, đố kỵ làm xấu đi hình ảnh của thần tượng mình. Ai mượn, ai thuê, ai mướn các bạn vậy, đừng làm anh hùng bàn phím ở đây nha. Nếu các bạn thật sự yêu mến một ai đó thì nên bảo vệ thần tượng mình bằng cách văn minh nhất. Các bạn không có quyền xúc phạm đến người khác. Trước khi nói người khác, các bạn hãy nhìn lại mình, bớt khẩu nghiệp lại nhé các bạn. Có muốn ăn tội Châu Việt Cường không? Trong một lần giao lưu trực tiếp với khán giả, Lâm Khánh Chi thẳng thắn phản pháo những bình luận thiếu văn hóa, phỉ báng chê bai giới tính của cô. Ai ăn nói vô duyên là lóc luôn nha. Ai muốn ăn tội của Châu Việt Cường để chị gửi cho một bao về nhà. Thích thì vào đây xem, mà không thích thì biến gấp đi. Chị không mong tụi em vào Facebook của chị nói nhảm đâu. Hãy tỏ ra là một người có học thức chứ đừng vô học. Ai thích thì hãy vào xem, không thích thì đi chỗ khác. Vì chị đâu có mời vào bình luận lung tung. Trước khi muốn chê người ta thì hãy coi lại mình. Nếu nhà không có kính thì để chị gửi tặng. Hơn được người ta thì hãy chê, không hơn được thì im đi. Đừng để người ta phải lóc mình, giống như vô nhà người ta mà bị đuổi thì rất xấu hổ. Những ai ăn nói vô duyên, đã uống thuốc chưa? Chị cho uống thuốc nha, ai mà nói chuyện vô duyên, nhờ cả nhà đuổi giùm ra khỏi Facebook Khánh Chi nhé, tống khứ nó về miền cực lạc. Cũng chính trong thời điểm đó, dư luận vẫn bàng hoàng về vụ án nam ca sĩ Châu Việt Cường bị bắt khi liên quan đến một cô gái trẻ tử vong vì bị nhét 30 nhánh tỏi vào miệng gây tắc đường hô hấp.